Rồi hello anh cả nhà nha, mình lại quay lại với anh em rồi. Tiếp tục mới nhận được một con Oppo, con này là hình như A529 gì đó, nó bê màn hình rồi. Để mình sẽ tiến hành thay nha. Đây, một đốm ở ngay đây rất là to, hình như là A520 kèo bê màn hình nha anh em. Mình tiến hành mình tháo ra mình thay luôn nha.
Rồi ok nha anh em, đã hoàn thành ha. Anh em nào có màn hình hư, máy hư, bê màn hình alo cho mình nha, mình báo giá cho anh em nha. Rồi thằng ấy chào cả nhà.